Chương thứ ba, kiếp luân hồi. Điểm linh quang thác sanh xuống cõi phàm, mục đích để học hỏi kinh nghiệm và tấn hóa. Chuyển sanh xuống cõi sắc giới, tất phải mượn sắc thân mà hành động. Càng hành động càng tạo nhân, tạo nhân nhân hồn tái sanh phải thọ quả theo phép công bình của luật nhân quả. Khi nhân hồn đã mãn hạn ở cõi tiên, nó phải chuyển sanh xuống phàm trần, mang theo những hột giống luân hồi của kiếp trước để làm nghiệp nhân và định mạng cho kiếp tái sanh. Kiếp hiện tại, con người sẽ được giàu sang sung sướng hay bần hàn cơ cực là do cái nghiệp nhân của mình đã tạo trong tiền kiếp vậy. Khi chuyển sanh, nhân hồn rời khỏi cõi tiên mà xuống cõi thánh, dùng tinh chất cõi sau này bao mình một lớp đặng làm cái thánh thể mới. Đoạn xuống cõi thần, bao thêm một lớp tinh chất cõi thần mà làm một thần thể mới nữa. Chân thần. Còn khí thể là phách và vật thể xác thịt thì nhân hồn tạo ngay trong bào thai. Chú thích: nhân hồn rút tinh khí ngoài mà tạo khí thể, và nhờ tinh cha quyết mẹ mà thành vật thể. Làm những việc trên đây, nhân hồn phải có sự trợ giúp của các đấng thiêng liêng có phận sự coi sóc về việc đầu thai. Ấy vậy, hai cái thể tinh nhi hơn hết là chân thần và thánh thể. Khi sanh thì sanh trước khí thể và vật thể, còn khi tiêu tán thì tiêu tán sau. Cũng như nhân hồn lúc đầu thai thì đến trước, mà khi bỏ xác lại đi sau. Cho nên có câu: khứ hậu lai tiên tác chủ ông, nghĩa là đi sau đến trước mà làm ông chủ. Ông chủ đây là chủ sắc thân, tức là chủ tứ thể đó vậy. Như vậy là mỗi lần chuyển kiếp, nhân hồn mỗi lần tạo ra bốn thể mới phù hợp với trình độ tấn hóa của mình. Hồn vốn không thuộc loại nam hay loại nữ, nhưng lúc chuyển sanh có khi mang lớp đàn ông, có khi mang lớp đàn bà, là bởi mượn hình thể ấy mà học hỏi và kinh nghiệm về mỗi phái đặng phát triển hai thức đức tánh âm dương khác nhau. Trong kiếp làm đàn ông, những đức tánh cương quyết thuộc nam phái như can đảm, dũng cảm đều được mở mang. Những đức tánh nhu hòa thuộc nữ phái thì lại được mở mang trong những kiếp nhân hồn chuyển sang làm đàn bà. Nhân hồn phải gồm đủ hai thứ đức tánh can và nhu mới được hoàn toàn. Không khỏi có người lấy làm lạ, sao nhân hồn chuyển sanh kiếp này sang kiếp kia mà không nhớ được tiền kiếp của mình. Chú thích: vì không nhớ kiếp trước nên có người tuy tin thuyết luân hồi, song nói rằng: kiếp này tôi là Nguyễn Văn Mích, kiếp sau tôi đâu còn là Nguyễn Văn Mích nữa, tôi sẽ là một kẻ khác như Trần Văn Xoài chẳng hạn. Kẻ khác ấy nếu có chịu quả báo của tôi làm đi nữa thì cũng không quan hệ gì cho tôi, vì kẻ khác ấy đâu nhớ rằng kiếp trước mình là Nguyễn Văn Mích. Thế là Nguyễn Văn Mích làm mà Trần Văn Xoài chịu, vậy thì Nguyễn Văn Mích sợ gì mà không làm ác? Nói vậy là không biết đạo. Phàm làm người ta thì khi ngủ thì không biết, không nhớ gì hết. Biết được, nhớ được là khi mình thức. Sống ở kiếp này đối với người không biết đạo cũng như là thức, vì người sống biết suy nghĩ, biết tưởng nhớ, biết hành động. Chết theo họ là ngủ, nên mới nói sự chết là giấc ngủ ngàn năm.
Người biết đạo lại hiểu khác. Sống tức là chết là ngủ, chết tức là sống là thức. Sống là chết ở cõi vô hình, đặng chuyển sanh vào kiếp hữu hình. Vì chết cho nên người đương sanh không nhớ tiền kiếp của mình. Còn chết là bỏ cõi hữu hình để sống vào cõi vô hình. Nhờ sống lại ấy nên nhân hồn ở cõi vô hình nhớ rõ tất cả tiền kiếp của mình. Dầu mấy kiếp trước là Nguyễn Văn Mích, Trần Văn Xoài hay gì gì nữa, lúc về cõi vô hình, tức là khi sống lại, nhân hồn nhận rõ những nhân cách đó, nó chỉ là những phàm thể biến chuyển của mình trong kiếp trước. Sống ở cõi vô hình mới thiệt là sống. Sống một thời hạn rất lâu, sống lại những buồn thảm sung sướng, những đau đớn hối tiếc của những kiếp luân hồi. Sự nhớ ấy mới thật là quan trọng bội phần hơn sự nhớ ở phàm gian. Nơi đây chỉ là chỗ của nhân hồn chết tạm, ngủ tạm để quên nhất thời sự luân chuyển của mình. Nên biết rằng những việc của ta đã làm tuy qua rồi, song cái ấn tượng của nó vẫn còn. Nhờ vậy người ta mới nhớ được. Ký ức, sức nhớ không phải ở óc mà thôi, nó còn ở tại mấy thể khác. Bằng những ba động tinh vi, sự thí nghiệm cho chúng ta biết, nếu dùng phép thôi miên trục thần của một người nào, thì người ấy trong khi ở vào trạng thái thôi miên nhớ lại được những việc họ đã làm trong kiếp trước. Đó là bằng chứng rằng ký ức ghi trong chân thần. Mỗi lần chuyển kiếp, bốn thể đều thay đổi. Bốn thể cũ đã tan thì con người nhờ đâu mà nhớ được việc trước. Thế mà ký ức không mất, nó chỉ rút vào nhân hồn như những hột giống luân hồi rút vào vật đó vậy. Nhân hồn nào còn thấp thỏi thì chưa có thể nhớ được những việc đã qua và những điều học hỏi và kinh nghiệm của mình trong mấy kiếp trước. Lần lần tấn quá cao lên thì nhớ được mang máng vậy thôi. Còn những bậc thượng trí và thần đồng vẫn ở vào trường hợp này. Có khi chúng ta bỗng nhiên hiểu được nhiều vấn đề đạo lý cao siêu, không cần lý trí và học cứu. Đó là nhờ cảm giác những điều học hỏi và kinh nghiệm trong kiếp trước. Sự cảm giác ấy gọi là trực giác. Không nhớ được kiếp trước vốn là một việc hay. Như kiếp trước chúng ta đã làm nhiều việc đê hèn xấu xa tội lỗi, mà kiếp này còn nhớ thì chúng ta phải chịu biết bao nhiêu khổ nhục. Hoặc giả kiếp trước chúng ta được cao sang thì kiếp này phải hối tiếc hay phát động tánh kiêu căng. Phương chi nếu mình biết được tiền kiếp kẻ này là thù nghịch, người nọ là thân nhân, thì sự giao tế lấy làm lộn xộn mà mình cũng khó chịu. Đức tạo hóa không muốn cho chúng ta dễ dàng nhớ được tiền kiếp, tức là Ngài đem một tấm màn bí mật che đậy thiên cơ. Nhưng tấm màn ấy Ngài để cho chúng ta phải có công tự mình lần lần vén lên. Nhân hồn nào tấn quá cao siêu, hoàn toàn sáng suốt, thì cái ký ức tiềm tàng bấy lâu trong đó cũng phát triển hoàn toàn. Trong trường hợp này, con người tuy còn tại thế mà vén được tấm màn bí mật ấy, nên nhớ được tất cả những tiền kiếp của mình. Đó là túc mạng thông, một trong lục thông của bậc chân tu đắc đạo. Đại để nhân hồn chuyển sanh xuống thế chỉ tạm quên tiền kiếp của mình thôi. Chú thích: có khi nhân hồn mới vừa bỏ xác thịt và phách lại được đi đầu thai liền, cho nên còn giữ chân thần và thánh thể cũ. Nhờ vậy mà khi tái sanh nó nhớ được tiền kiếp. Cái hiện tượng này báo giới Việt văn đã có lần nói đến. Các nhà thần linh học bên Pháp cũng có tường thuật
chuyện nhiều người còn nhớ được tiền kiếp trước của họ.